Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mất an ninh năng lượng, xã hội Việt Nam náo loạn, chuyện gì đang xảy ra thế? Tình hình Việt Nam hiện nay cho thấy xăng dầu đã dần dần cạn nguồn cung, xã hội thiếu hụt, giao thông ngưng trệ, người dân bu lại quanh các cây xăng chờ được đổ nhưng cũng không có. Tình trạng của Việt Nam hiện nay cho thấy đang dần dần tiến đến tình trạng như Sri Lanka hoặc tại Lào mới đây. Bao năm qua, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành độc quyền cung cấp xăng dầu, nhưng đến nay họ không còn đủ cấp cho dân. Tình trạng ngày càng trở nên nguy kịch. Đây là hình ảnh cảnh xếp hàng chờ đổ xăng. Các tỉnh thành ở miền Tây và miền Đông Nam Bộ đã thiếu xăng dầu từ nhiều ngày qua. Cho đến nay, tình trạng đã lan đến thành phố lớn nhất đất nước. Vào ngày 6 tháng 10, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 3 cửa sổ hàng hóa tạm thời để sửa, chữa. Cùng ngày, lãnh đạo công ty nói rằng làm ngay trong ngày có một vài lần nhập cảnh về hàng nhưng không kịp, thiếu cục bộ, không có liên tục, trạng thái thiếu liên tục vài ngày. Đến ngày 8 tháng 10, khu vực thành phố Thủ Đức, các cây xăng đều đóng cửa im ỉm rất sớm vì hết xăng. Chưa đến 21 giờ nhưng hầu hết các cây xăng cũng đều phải đóng cửa. Đến sáng ngày 9 tháng 10, trên toàn địa bàn thành phố có 54 cửa sổ tạm nghỉ hết xăng dầu. Như vậy, từ chỗ có 3 đóng cửa thì nay đã lên tới 54, tất cả đều được trấn an rằng thiếu cục bộ. Trước đó hơn 1 tháng, khi bị tước giấy phép, Sài Gòn Petro đã kêu cứu rằng công ty luôn thực hiện tốt trong công việc cung ứng xăng dầu cho thị trường. Doanh nghiệp này thì nói rằng tháng 8, Sài Gòn Petro đã chủ động tăng cường cung cấp đến hơn 200% so với tháng 7. Hiện nay, số cửa hàng xăng dầu đóng cửa là 54 và đang gia tăng. Người ta nghi ngờ rằng nguồn dự trữ xăng dầu của Việt Nam đã cạn. Chuyện khan hiếm xăng dầu đã xảy ra từ nhiều tháng qua, chứ không phải mới đây. Và thực tế cho thấy, chính quyền dường như đang bất lực trong vấn đề giải quyết khủng hoảng như hiện nay. Hồi giữa tháng 8, Bộ Công Thương cũng cho biết dự trữ xăng dầu của Việt Nam chỉ đủ dùng chưa tới 7 ngày. Con số này vốn rất thấp, nhưng một số chuyên gia đánh giá là con số thực tế có thể thấp hơn. Và hiện nay, tình trạng hết xăng đang diễn ra tràn lan cho thấy nguồn dự trữ xăng dầu của Việt Nam đang cạn mới xảy ra tình trạng nêu trên. Đây là hình ảnh xăng dầu đang thiếu nghiêm trọng. Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì luôn nói về an ninh năng lượng. Tuy nhiên, vấn đề năng lượng của Việt Nam hiện nay đang rất mất an ninh. Người dân không có xăng để dùng hàng ngày thì họ đi làm như thế nào? Doanh nghiệp không có xăng dầu để hoạt động nhà máy, không có xăng dầu để chuyên chở hàng hóa thì tình hình sẽ ra sao? Bộ Công Thương là đơn vị phải chịu trách nhiệm vấn đề an ninh năng lượng mới đây. Nơi đây đã quản lý nguồn xăng dầu như thế nào mà để người dân xảy ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đến như vậy? Đó là những câu hỏi mà người dân đang đặt ra và cần chính quyền phải trả lời bằng hành động. Đã nhiều năm nay, xã hội lên án tình trạng độc quyền nhập khẩu và buôn bán xăng dầu, nên dù cho có rất nhiều doanh nghiệp muốn nhập xăng dầu để giải quyết khủng hoảng cũng không được. An ninh năng lượng đã bị mất thì người ta chịu thiệt là người dân chứ không phải các quan chức ngồi ở cấp trên. Đây là hình ảnh cảnh tượng tương tự ở Sri Lanka vào tháng 7 cũng hết xăng. Thời đại này là thời đại dầu mỏ, không có xăng dầu thì rất nguy đến đời sống an sinh của xã hội. Người dân không thể làm được gì ngoài chịu đựng. Việt Nam là một mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng. Nào là tham nhũng, nào yếu kém, nào thì vô trách nhiệm của chính quyền, chung quy cũng lại đổ lên đầu dân chịu cả. Trong thời gian tới, nếu tình hình không được giải quyết, xã hội sẽ xảy ra trộm cướp xăng dầu, hoặc thậm chí có người còn cố tình vét chữ xăng dầu ở nhà, gây ra tình trạng khan hiếm trở nên nghiêm trọng hơn và hết sức nguy hiểm về các nguy cơ cháy nổ khắp nơi. Đấy là chưa nói tới việc giữ chữ xăng dầu không an toàn sẽ gây ra nhiều thảm cảnh khác nữa. Chính quyền của Đảng Cộng sản đã để xã hội ngày một tồi tệ vì khả năng quản lý yếu kém của nó. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bà trùm Trương Mỹ Lan thân trong tù nhưng tay ngoài tù điều khiển kem thách thức ông Tổng, ông Tô. Như vậy là cho đến nay mạng sống thứ tư liên quan đến bà Trương Mỹ Lan được xác định. Sau cái chết của Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Phương Hồng thì người dân lại đồn đoán có 3 cái chết khác, trong đó có 2 cái chết được báo chỉ cho rằng đấy là tin thất thiệt.
sau cái chết của bà Nguyễn Phương Hồng, cư dân mạng đồn đoán rằng ông Lưu Quốc Thắng, trưởng ban kiểm soát của SCB, và ông Diệp Bảo Châu, phó tổng giám đốc SCB đã đột tử. Tin này tuy đã được báo chí nhà nước bác bỏ, nhưng nhiều người vẫn không tin những gì báo chí thông báo, bởi người dân vẫn chưa thấy mặt hai ông này sau tin đồn xuất hiện. Đây là hình ảnh bà Trương Mỹ Lan. Có lẽ ông Lưu Quốc Thắng và ông Diệp Bảo Châu không tử vong thật. Khi chưa có tin tức nào khả tín hơn thì đành phải tin vào nguồn tin từ báo chí nhà nước vậy. Tuy nhiên, tin về ông Nguyễn Ngọc Dương, giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula và cựu tổng giám đốc công ty Vạn Phát Hưng đã nhảy lầu tự tử thì báo chí nhà nước không hề có đính chính là tin thất thiệt và cũng không hề bác bỏ tin đồn. Hình ảnh với bản cáo phó được tung lên mạng và cả bức thư tuyệt mệnh, nhưng với nhiều người thận trọng, họ cần được xác minh, bởi bản cáo phó có thể Photoshop là làm hình đồ họa và viết bức thư tuyệt mệnh cũng không hề khó. Tuy nhiên, người dân thì chờ dài cổ ở phía chính quyền vẫn không thấy lên tiếng. Có lẽ họ quyết ém đi. Nhà nước không xác định thì người dân và báo chí nước ngoài tìm hiểu kết quả cái chết của ông Nguyễn Ngọc Dương được một người đại diện của nhà tang lễ Vãng Sanh Đường ở chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận rằng đám tang ông Nguyễn Ngọc Dương, một giám đốc của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, được tổ chức tại đây. Như vậy là đến giờ đã có 4 người phải bỏ mạng vì một cái tên lừng lẫy Trương Mỹ Lan. Có đến 2 cái chết đã diễn ra sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt và nhốt. Đó là bà Nguyễn Phương Hồng và ông Nguyễn Ngọc Dương. Như vậy, thân phận bà Trương trong tù nhưng tay bà lại có thể thọc ra ngoài, điều khiển một game trốn tìm rất hồi hộp. Và bà Lan đã triệt được 2 đầu mối điều tra có thể dẫn đến những kết luận sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây là hình ảnh cáo phó về cái chết của ông Nguyễn Ngọc Dương. Đêm 16 tháng 10 trên mạng xã hội thì lan truyền hình chụp văn bản cho là của Đảng ủy phường 2, quận 4 ở Sài Gòn về việc tử vong của một người rơi từ chung cư Grand Regis ở bến Vân Đồn, quận 4. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Dương, 48 tuổi, đã nhảy lầu tự tử từ căn hộ G1201 trên tầng 12 là căn nhà của ông và chưa rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong. Vụ rơi lầu được xác định xảy ra vào lúc 10 giờ 40 phút hôm 14 tháng 10 tại chung cư này. Tuy vậy, văn bản trên cho biết thêm người ta tìm thấy trên thi thể ông Dương một tờ giấy ghi rằng lời dặn gia đình. Cũng trong đêm 16 tháng 10, hình chụp một tờ giấy viết tay đăng trên mạng Facebook của Hoàng Dũng được cho là giấy lời dặn gia đình của ông Nguyễn Ngọc Dương. Trong tờ giấy này, ông Dương dặn vợ rằng nghỉ việc, lo hai con, cũng như lần lượt dặn những người con rằng giá nào cũng phải học thành tài, lo cho gia đình và đất nước, mạnh mẽ và học nhé. Tờ giấy kết thúc với dòng chữ rằng ba đã phải trả giá bằng cả cuộc đời, nên gia đình phải hạnh phúc. Người được cho là ông Dương ký tên ở cuối tờ giấy viết rằng Nguyễn Ngọc Dương. Đây là hình ảnh báo cáo của Đảng ủy phường 2, quận 4 về cái chết của ông Nguyễn Ngọc Dương và bức thư tuyệt mệnh. Đáng chú ý, các báo ở Việt Nam không đưa tin về cái chết của ông Dương. Theo thông lệ, các vụ nhảy lầu tự tử ở chung cư tại Sài Gòn thường được các báo đưa tin, nhưng trường hợp này báo chí đã im lặng. Như vậy là bà Trương Mỹ Lan ở trong tù, nhưng bên ngoài vẫn xảy ra 2 cái chết của một trận hỏa thiêu sách tài liệu tại Vạn Thịnh Phát. Và xem ra bà Trương Mỹ Lan đang điều khiển game thách thức ông Tổng thật sự.